Chào các bác nhá. Hôm nay em lại có công trình bàn giao một bộ âm thanh sự kiện cho một anh trai ở tại Ninh Bình. Thì hiện tại bây giờ bên em đang chuẩn bị đi thi công. Mời anh em lát nữa cùng đón mời xem clip của bên em nhé. Để vậy được anh. Hiện tại bên em vừa mới đến thi công anh em nhé. Thì súp nhà bác chủ có sử dụng lại cảm xúc với một số thiết bị, bên em phân phối loa, dây và vang. Array đơn 40 từ neo chép neo cùng 100 anh em nhé. Đây là bác chủ đang mặc áo màu đỏ anh. Này được gắn vào đầu này. Đẩy nguồn DB 102. Đang số đây đâu? Đây 5000 thôi anh. Thì lấy dây của thêm một con đẩy xe 30 hoặc là lại là những cái thiết bị khác của bác chủ nhá. Vậy bản mixer Soundgrab Epic 12. Còn lại cũng được. Tạm một. Hôm nào nâng cấp thêm con tủ nữa là đẹp. Đây là dành cho những anh em nào mà hay đi tập tạ thường xuyên anh em nhé. Anh em làm đuôi đuối, ví dụ tầm anh em nó 90 cân nổi lên thì hãng sử dụng những cái bộ như thế này. Bây giờ mãi thì mới xong được cái phần súp anh em ạ. Anh không biết anh Thả nào, anh Tài giỏi anh để đấu vào thành một cộng và hai cộng, cho nên là bên em kiểm tra quay mãi sau đó tháo ra và biết đằng sau là đấu nhầm, cho nên bên em phải đấu lại mất thời gian khá là lâu. Sau đây thì bên em sẽ đi vào cái phần làm pha. Làm pha thì bên em sẽ dùng máy radia của bên em làm pha. Biết không em, đoạn đường mà ta qua
Tiếng xì và tiếng echo hay gì vật và quyện nhau rất là ok anh em nhé. Bên em thì làm uy tín cho anh em luôn. Sau khi xét xong thì đảm bảo không hú rít một tí nào luôn. Đảm bảo anh em đứng cạnh loa không hú rít gì. Và tiếng vẫn đảm bảo quay. See you.